nha. Đây là buổi tối này các bạn, các bé đang chơi với mẹ này, chăm sóc với mẹ này. Em này em đi tìm mẹ nha, nha cho em nắm này. Abu chăm sóc với mẹ mà ngủ rồi Abu, chăm sóc cho mẹ rồi ngủ luôn này à. Đấy Abu. Với có chưa ngủ luôn này à, có không? Trời đang mưa nha các bạn, ở Việt Nam hôm nay đang mưa rất là lớn này, tiếng ồn đó là tiếng mưa nha các bạn. Ơi ngủ hả? Ngủ đây à? À chạy cái tay nha. Hả? À? Có gì em mua? Có gì em mua? Em ngủ nè, em ăn xem ngủ luôn nè các bạn. Chăm sóc cho mẹ mà ngủ luôn rồi. Làm còn ngủ gật. Có chưa? Hả? Ngủ. Ngủ nha, mẹ con này mình chuẩn bị đi ngủ đây các bạn.